Chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp cái phi tiêu nhé. Phi tiêu bốn cạnh như này, bắn bằng dây thun. Đấy, cái này gấp khá dễ và mình thấy chơi khá là đẹp mắt. Đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị giấy nha, lại kéo nữa, đây là một cái dây thun để bắn. Giấy thì các bạn chọn loại nào cũng được nhé. Có giấy A4 thì dùng A4, còn thì các bạn chọn bất cứ loại giấy nào khác cũng được. Các bạn lấy vở cũ, sách không học nữa dùng cũng được. Đầu tiên là các bạn sẽ phải cắt một cái hình vuông. Đây, đây là một cái hình vuông. Sau khi cắt hình vuông thì các bạn sẽ gấp lại nếp như sau. Đầu tiên là các bạn gấp đôi nó này. Gấp tiếp thêm lần nữa. Cái này là để tạo nếp để lát nữa gấp hai lần. Rồi các bạn mới ra. Nó tạo thành các đường như thế này. Rồi bây giờ các bạn lật ngang thành như này, vuông góc ấy. Các bạn gấp gấp rồi lại. Rồi, các bạn lại mới ra. Bây giờ các bạn gấp cái đầu trên này vào. Các bạn gấp cái đầu như đầu gấp máy bay như này. Rồi bây giờ các bạn ngửa ra, các bạn lật trên này xuống, nó có cái nếp sẵn rồi nãy các bạn gấp rồi, các bạn lật. Cái này là đoạn này là 1/4 nha, gấp xuống. Đó, tiếp theo là các bạn gấp cái này vào đây, gấp này vào cái đoạn chỗ này. Nó sẽ tạo thành cái đường thẳng như này. Và bên này cũng vậy. Rồi bây giờ các bạn lại lật ngược lại. Lại gấp xuống tiếp 1/4. Đó, cái nếp lúc đầu các bạn tạo ra. Rồi bây giờ cái bước quan trọng này. Các bạn gấp đôi cái này. Cũng hơi lệch, không sao hết. Ở cái bước gấp này, các bạn gấp cái phần đầu này lồi ra ngoài nha. Không phải gấp bên này nha. Gấp ở bên này là sai này. Đấy, các bạn phải gấp cái phần tam giác này nó lồi bên ngoài. Đó. Để lát nữa các bạn mấu cái dây thun vào đây. Các bạn mấu cái gấp chiều này là nó mất mất. Lát không bắn được. Gấp chiều này nha. Đó. Phía trên này các bạn gấp xuống này. Gấp bên nào cũng được, qua bên kia cũng được, bên này cũng được. Để gấp cái này vào. Tiếp theo các bạn nhét vào đây. Đây, nó thành cái hình vuông. Nhưng mà nó có cái đầu cái mẫu rồi này. Đây, bạn cậy nó ra. Để lát các bạn móc cái thun vào đây các bạn bắn. Đây, để bắn thì các bạn cầm thun như thế này. Móc cái thun vào cái chỗ kẽ này. Đấy, kéo ra. Bắn đi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ mang ra ngoài bắn cho các bạn xem.